Nguyên nhân đau khổ của con người là khan hiếm chứ không phải là cạnh tranh. Nói mà thì bạn quan sát trong đời sống xã hội, trong công ty, doanh nghiệp và những cái tổ chức nhóm xã hội khác các bạn, thì những cái sự trái khoái, những cái sự mà gây ra đau khổ, gây ra buồn bực, buồn phiền, sự chết, rồi mâu thuẫn, thông thường là nó không, cái gốc rễ vấn đề nó không phải là cạnh tranh, mà vấn đề nó là khan hiếm nguồn lực. Ví dụ như người ta muốn có tăng lương, người ta muốn có địa vị, người ta muốn có chức vụ, hoặc người ta muốn được những phần thưởng nhiều hơn, hoặc là những cơ hội phát triển bản thân hơn. Nhưng mà đáp lại nhận được thì nó bị hạn chế. Và những người là có nhiều người tranh giành cái nguồn lực, tranh giành cái lợi lộc mà nó gây ra cái mâu thuẫn, gây ra những cái va chạm đó, thì mới có câu nói là gây nguyên nhân đau khổ là do khan hiếm chứ không phải do cạnh tranh. Quan điểm cho rằng sự khan hiếm là nguồn gốc của đau khổ và lập luận rằng những hạn chế tài nguyên thiết yếu như thức ăn, nước uống, nơi ở và an toàn là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột và bất hạnh cho con người. Khi nhu cầu vượt quá nguồn cung, con người buộc phải cạnh tranh gay gắt để sinh tồn, dẫn đến chiến tranh, bóc lột và áp bức. Đó các bạn. Thì các bạn cứ là phân tích, cứ nhận xét những cái cuộc chiến tranh trên thế giới và từ ngàn xưa đó, đa số là tranh giành cái quyền lợi, tranh giành về quyền lực, tranh giành về danh tiếng. Tuy nhiên quan điểm này bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng khác góp phần vào nỗi đau khổ của con người. Cái thứ nhất là sự phân phối tài nguyên. Thì sự tài nguyên, phân phối tài nguyên không đồng đều đóng vai trò quan trọng hơn là mức độ khan hiếm tuyệt đối. Sự phân phối tài nguyên không đồng đều đóng vai trò quan trọng hơn là mức độ khan hiếm tuyệt đối. Các bạn, đây là một cái góc nhìn khác. Đây là một góc nhìn mà một góc nhìn thêm, bổ sung thêm các bạn. Sự phân phối tài nguyên không đồng đều đóng vai trò quan trọng hơn là mức độ khan hiếm tuyệt đối. Rồi. Trong khi một số cá nhân và nhóm sở hữu nguồn lực dồi dào, số đông còn lại phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu các bạn. Và thậm chí một số người là rất khó khăn, chỉ một vài cái nhu cầu, ví dụ nhu cầu ăn và ngủ, họ không còn như không thể đạt được những nhu cầu khác. Còn người giàu thì rất nhiều nhu cầu. Thì đó là cái phân phối tài nguyên không đồng đều. Thì một nhóm sở hữu nguồn lực nó quá nhiều, còn nhóm thì quá ít. Thứ hai, lòng tham và sự ích kỷ góp phần đáng kể vào nỗi đau khổ. Con người xu hướng đeo đuổi lợi ích cá nhân bất chấp tác động tiêu cực đến người khác và môi trường. Đó là lòng tham và sự ích kỷ góp phần đáng kể vào nỗi đau khổ. Cái này hoàn toàn chính xác các bạn, hoàn toàn chính xác. Thứ ba, hệ tư tưởng và cấu trúc xã hội bất công cũng góp phần duy trì tình trạng khan hiếm và bất bình đẳng. Hệ thống phân biệt đối xử và áp bức cản trở khả năng tiếp cận tài nguyên và cơ hội của nhiều người. Đó là những hệ tư tưởng đó, những hệ tư tưởng bất công đó, cấu trúc xã hội bất công đó, thì nó cũng tạo ra cái sự đau khổ của người khác. Quan điểm cho rằng đó, cạnh tranh là nguồn gốc của đau khổ, lập luận rằng bản chất cạnh tranh của con người là nguyên nhân dẫn đến xung đột và bạo lực. Con người luôn so sánh bản thân với người khác, luôn nỗ lực để đạt được vị thế cao hơn, dẫn đến lòng ghen tị, thù hận và hiếu chiến. Đúng không? Thì quan điểm này cũng có vấp phải nhiều hạn chế. Thì thứ nhất, cạnh tranh không nhất thiết phải dẫn đến xung đột. Các bạn nhớ nè, cạnh tranh thì không nhất thiết phải dẫn đến xung đột và tiêu cực đâu. Cạnh tranh người ta có thể đóng góp ý kiến với nhau, hoặc là người ta cạnh tranh theo hướng tiến bộ, nghĩa là cầu thị á, thì đó rất là tốt. Còn cạnh tranh để mà chơi xấu nhau, để mà bán bổ nhau, để mà tìm cách là hại bệ nhau, thì đây cạnh tranh này là không lành mạnh, là sai. Thứ hai đó là hợp tác và liên kết.
cũng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển con người. Con người có thể đạt được nhiều thành tựu hơn khi cùng chung tay hợp tác thay vì cạnh tranh gay gắt, các bạn. Thì người ta gọi là nó mới có cái tư duy là win to win đó. Tất cả hai chúng ta đều thắng, tất cả chúng ta đều thắng. Anh thắng nhiều, tôi thắng ít, hoặc là tôi thắng nhiều anh thắng ít, hoặc là 50-50 đó. Đừng bao giờ để rơi vào tình trạng là một người thì thành công, một người thì ngã quỵ và không ngóc đầu được nổi. Thì các bạn lưu ý điều này các bạn. Thì đó là nguồn tài nguyên mà nó khan hiếm, thì chúng ta phải lưu ý cái tư duy là win win to win. Rồi kế đó để giảm thiểu cái nỗi đau khổ và xây dựng xã hội công bằng đó, và để giảm thiểu nỗi đau khổ và xây dựng một xã hội công bằng và hạnh phúc hơn, cần phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về sự khan hiếm, bất bình đẳng, lòng tham, hệ tư tưởng bất công và thúc đẩy hợp tác. Đó. Thứ nhất là bạn phải phải giải quyết đồng bộ các giải pháp như là khan hiếm nè. Khan hiếm thì chúng ta làm sao cho cái sản phẩm, làm sao cho những cái dịch vụ, làm sao cho những nhu cầu đời sống con người nó phục vụ đủ, rồi làm sao là nó đừng có bất công ha. Người thì quá nhiều, người quá ít, mà cái người quá ít thì so với năng lực thì nó lại là không công bằng đó. Thì cái này chúng ta cần phải quan tâm, mà sao cần phải quan tâm. Rồi bất bình đẳng đó. Người lòng tham, các bạn nhớ bây giờ nếu mà lòng tham thì nó sẽ làm cho cái đau khổ nhiều hơn. Rồi hệ tư tưởng bất công và thúc đẩy sự hợp tác đó. Thì bên cạnh những lực phân tích trên đó, bài viết được cần được bổ sung thêm như lịch sử tư tưởng nè, phân tích quan điểm của các nhà triết học, nhà tư tưởng và nhà kinh tế học, rồi dẫn chứng thực tế, sử dụng các ví dụ cụ thể từ lịch sử, xã hội hiện đại và các nền văn hóa khác nhau, rồi giải pháp, đề xuất các giải pháp tiềm năng để giải quyết vấn đề khan hiếm, bất bình đẳng và cạnh tranh tiêu cực. Thì tóm lại đó các bạn, thì nguyên nhân đau khổ của con người là do khan hiếm các tài nguyên, các nguồn lực chứ không phải cạnh tranh. Thì đầu tiên đó, là cái nguyên nhân của nó đó, là thứ nhất là sự phân phối tài nguyên nó không có đồng đều, người ít người nhiều, người thì ăn không hết, người lần không ra, người thì 5-7 cái nhà, vài chục cái nhà, người thì ở chòi tranh rách nát hoặc ngồi ở dưới những cái nơi công cộng như dạ cầu công viên lang thang khổ rất áo ôm. Thứ hai là do cái lòng tham lam và ích kỷ. Và cái thứ ba đó, những hệ tư tưởng và cấu trúc xã hội bất công. Rồi thì, tuy nhiên những quan điểm trên thì nó cũng còn những hạn chế. Thứ nhất là cạnh tranh không nhất thiết và xung đột và tiêu cực. Thứ hai là hợp tác và liên kết, quan nên hợp tác liên kết. Và thứ ba là bản chất con người là giống phức tạp và là đa dạng. Con người có khả năng hợp tác, yêu thương và vị tha bên cạnh bản năng cạnh tranh, nghĩa là họ có thể là phức tạp đa dạng, họ có khả năng hợp tác, yêu thương và vị tha bên cạnh bản năng cạnh tranh. Các bạn, bản chất con người vốn phức tạp và đa dạng, còn nhớ bản chất con người vốn phức tạp và đa dạng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.